Mến chào toàn thể bà con và các bạn. Hôm nay mình xuất hiện trước công chúng. Mình chia sẻ đến cho bà con và các bạn một số cây giống bông trang mà mình sẽ cho bà con và các bạn biết với cái giá của mỗi loại cây như thế nào. Tại vì trong thời gian qua cũng có một số bà con, anh chị mình gọi đến hỏi giá hoặc là dò giá để về bán kinh doanh riêng hay gì đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ luôn, mình báo giá cho bà con và các bạn cùng biết. Rồi nếu mà có mua được thì ủng hộ mình, còn nếu không thì cũng tham khảo giá để cho vui. Thì trước khi mà mình có báo giá thì mình cũng xin chia sẻ cho bà con biết một điều như thế này. Trong thời gian qua mình cũng có gửi cho bà con một số cây đó. Đôi khi cái quá trình mà mình gửi nó có hơi chậm trễ so với cái thời gian 3 ngày hoặc 4 ngày, có thể nó kéo dài cả 5 ngày không chừng. Chỉ do tình hình dịch bệnh lúc này á, cũng hơi đi lại hơi khó khăn, đôi lúc người ta ship hàng nó hơi chậm, bà con cũng thông cảm đừng nóng ha. Cái thứ hai nữa, đôi khi mấy cái cây mà mình nó dài đó, cao hoặc là nó non quá, mình có đóng thùng á, nhiều khi mình quấn mình gói rồi mình chất vô, đôi khi nó có hơi sơ suốt, nó trầy xước hoặc là nó hơi dập bầm gì đó, thì bà con cũng nên thông cảm giùm. Vì nhiều khi mình thì bán, còn cái người mua là người chịu thiệt thòi nhất. Người vận chuyển thì đôi khi người ta chuyển cây nó sẽ chất đóng này kia nọ lên, thì đôi khi nó cây nó sẽ hư. Thì mong bà con hiểu điều đó và thông cảm cho những người bán hàng giống như mình. Thì mình sẽ có một số cây giới thiệu cho bà con. Ngày hôm nay mình đang chuẩn bị đóng một số cây như là phụng hoàng đỏ, ô hoàng kim đỏ nè, rồi phụng hoàng cam. Phụng cam thì cây giống nó ngắn như vậy thôi. Rồi như mỹ đỏ mỹ vàng nghệ. Đây là cái cây mỹ tím. Rồi cẩm thạch nữa nè, rồi cũng bằng lửa. Thì mình sẽ chia sẻ cho bà con xem cái cây cũng bằng lửa của mình. Đây là những cái cây của mình. Để mình quay lại cái hướng khác. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ giá cho bà con biết được mỗi một cái loại cây và giá nó sẽ dao động như ra làm sao. Ví dụ như bà con có mua cái loại một phụng hoàng cam cây như thế này nè, tầm cao vậy thì giá nó tầm khoảng 250 đến 300 ngàn. Này là cao khoảng 6-7 cm, một cốt đỏ đang tốt. Cái thứ hai là phụng hoàng lửa như cây như thế này đây, giá là tầm khoảng 500-550-600. Thì do cây một cốt tốt cao thì đó là phụng hoàng cam và phụng hoàng lửa. Còn ví dụ như phụng hoàng cam mà giá tầm 250 hoặc 150 thì nó cỡ này, ví dụ như cỡ này là khoảng 150 nè đó, cây này là khoảng 150 nè ha. Còn ví dụ như cỡ khoảng cây này 250, cây này nó cao hơn, còn cây cao hơn tí xíu nữa, lá bự hơn, tốt hơn, 300. Đó, đây là phụng hoàng cam nha mọi người. Nếu như ví dụ như cây này là khoảng 200 ngàn, hai bắt lá với cây đọt đó, thì giá nó dao động tầm khoảng từ 250 đến 300 ngàn một cây phụng hoàng cam. Tiếp theo cây phụng hoàng cam này luôn. Thì cái cây này là cao tầm khoảng 6 tấc như thế này đây, được 2 nhánh, đây nhánh, hai tượng này là 3 tượng, cân 1 cốt hẳn. Nếu mà bà con về cái này mà cắt để ra mà dăm hôm cây con đó, thì tầm khoảng được 20, 10 cây khoảng chắc ăn là 15 bo. Cây rất là tốt. Ai mà có muốn giao lưu cây này, mình bán cây này luôn, chịu gửi giá thương lượng. Đó, hôm nay là mình công bố giá để bà con khỏi cần thắc mắc do dự hỏi điện thoại hỏi nữa, biết giá hết luôn, giá tại vườn vậy luôn nha mọi người ơi. Đó. Đây nè,
như mình bán cái cây này là 250 nè mọi người. Còn cam, còn mỹ tím nữa. Mình giới thiệu luôn mỹ tím là giá 150.000. Còn mỹ vàng nghệ thì tầm cao khoảng 3 tấc. Này, một gang tay của mình thêm cúc đọt nữa là tầm cao khoảng 3 tấc. Nha, giá 200.000 nha bà con. Này cũng bằng lửa, này cũng vậy. Có này là 500.000 nè. Còn cây này là hoàng kim đỏ. Giá 100.000. Tiếp theo là cây cam dạ quang. Cam dạ quang thì giá 150.000. Cây tầm cao khoảng 2 tấc hơn. Nha bà con. Nha, cam này là cam dạ quang. Đây, mỹ tím đây. Đây mỹ tím cây giống đây. 150.000 cây mỹ tím. Rồi. Còn cây kế bên này là 10.000 đồng một cây. Bà con nào có yêu mến thì xin liên hệ luôn. Này là cây đỏ nhung lá bóng nè mọi người. Đỏ lá bóng. Cây đỏ lá nhựa đó. Này, cây cao chà bá vậy luôn. Này, còn cái cây này kế bên là giá trị nó gấp khoảng 100 lần. Vàng cam. Rồi mình chia sẻ cái khu vườn nhỏ nhỏ rồi một số cây nhỏ nhỏ cho bà con biết ha. Mọi chi tiết thì bà con muốn rành thêm thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại, chắc bà con cũng theo dõi kênh thì chắc cũng biết số điện thoại của mình rồi. 0945 46 4948. Bà con cứ liên hệ Zalo rồi mình gửi giá cả chụp hình nó sẽ rõ hơn. Rồi bà con nào muốn Zalo mấy cây bông trang tàu. Tàu mình đang cắt chồi nè. Cắt rơi á. Đây. Không có luôn. Cây chậu chín cao khoảng nửa mét. Có hết. Đây. Chậu chín cao khoảng nửa mét. Hơn nửa mét. 1 2 3 gần 3 gan, khoảng 7-8 tấc. Vàng đỏ đang bông luôn mọi người ơi. Đây bông vàng. Rồi, chi tiết bà con nào yêu thích thì xin liên hệ số điện thoại mình nha. Hôm nay mình sẽ báo giá trực tiếp cho bà con biết. Rồi, xin cảm ơn tất cả bà con đã theo dõi kênh mình trong thời gian qua và theo dõi clip hôm nay. Mình xin chia sẻ thêm bà con một cây nữa. Đây là mỹ cam. Mỹ cam nè, mỹ cam này là một cốt. Tầm cao nó từ khoảng có khoảng 4 tấc, 5 tấc thôi. Khoảng 5 tấc độ lại. Bông thì một nùi như vậy nè. Đó. Thì có cây thì nó bông nó từ nách lá nó lâm ra luôn đây, một bông. 2, 2, 3. Lên đây thì 4, 5 nhánh bông. Rất là sung. Cái cam này vô cái chậu chính cao tầm 5 tấc, 6 tấc. Bà con nào muốn giao lưu thì mình chia sẻ cho bà con luôn. 70.000 một cây. Đang bông vậy nè. Đó. Bà con nào yêu thích chụp màn hình lại, tôi thích cây đó, gửi qua Zalo, gửi ship liền. Mà nhớ là không có tiền, mình không có bao ship. Mỹ cam. Rồi thôi, mình xin hết, xin chúc bà con một ngày thật là vui vẻ. Hy vọng là bà con sẽ xem kênh và ủng hộ kênh của mình để biết về một số cây, tham khảo giá, rồi có thể giao lưu với mình hoặc là với các nhà vườn khác khi mình có thông tin về chủ vườn.
mình sẽ đưa lên cho bà con tham khảo. Rồi thôi mình chia tay bà con ha, chúc bà con sức khỏe để vượt qua cái mùa dịch Covid hiện đại đang hoành hành như những ngày hôm vừa qua. Rồi cảm ơn mọi người nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.